Mời nhà trai. À, chào. Mời anh ngồi. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nha. Chào MC. Dạ. Chào khán giả trong trường quay. Mình xin giới thiệu, mình tên Trần Thị Thu Đông, 50 tuổi, ở quê Đồng Tháp. Dạ, chị Đông hiện tại là đang làm công việc gì ạ? Buôn bán. Rồi, mời anh. Cảm ơn. Chào Quỳnh Linh. Dạ. Chào Ngọc Lan. Xin chào bạn gái bên kia. Xin chào bạn các vị khán giả đang làm trường quay. Tôi là Ngô Hữu Lành, mình tên thường hay thường gọi là Tuấn. Tôi sinh năm 1959, quê thì Thừa Thiên Huế, sanh thì Hà Nội, giờ là ở Sài Gòn. Nó gọi là người của ba miền. Anh Lành là làm công việc gì? Tức là tôi cũng là một thợ điện, nhưng mà tôi là tự do. Ưu điểm và khuyết điểm của mình là gì anh Lành? Có lẽ là cái ưu điểm thì ít hơn khuyết điểm. Tôi là một người cũng năng động và đa hệ. Có nghĩa là bất ở đâu trong cuộc sống tôi đều sống được hết. Và thích nghi được mọi môi trường, mọi vùng miền. Và tự sống tự lập chứ không có phụ thuộc ai hết. Còn khuyết điểm thì cũng có một vài cái thứ ham chơi. Tức là đôi khi cũng thích hát hò, uống, rồi hút thuốc gì đó. Nó cũng là một vài tật xấu là cũng có chứ phải không? Mời nhà gái. Dạ, mời nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình ạ. Ưu điểm thì thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm thì ưa quên. Ưa quên. Có khi nào chị quên luôn hết khuyết điểm của mình không? Không có. Rồi, nhà gái của tụi em cũng đơn giản bình thường như mọi người thôi. Chứ không có gì đặc biệt. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về tình trường của mình đi. Đúng rồi. Dạ, nhà gái là bao nhiêu mối tình rồi? Nói chung là có ông xã trước là hai đứa con. Rồi ổng bị qua tai nạn. Dạ. Năm nay 11 năm. Ở vậy thì buôn bán lo cho con. Cứ vợ rồi được ba đứa cháu. À dạ. À, rồi bây giờ hiện nay mình ở với ai? Thì mình ở nhà với con thứ hai đó, thì mình muốn bán mà mẹ bán con bán. Rồi, tình hình nó là vậy. Còn tình hình bên anh Lành sao nè? Tình hình giờ cũng là ly hôn rồi. Dạ. Nhưng mà tôi cũng được hai đứa con. Dạ. Và cũng là mới lập gia đình hết cả rồi. Dạ. Cũng là lên chức ông nội rồi đó. Rồi hiện nay anh ở với ai? Thì giờ tôi ở một mình thôi. Rồi bây giờ thì anh muốn tìm gọi là cái người cùng nắm tay mình đi trên cuộc đời này là như thế nào anh? Thì nó thiệt ra thế này, cái cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi thì người ta không muốn là đổ vỡ tiếp đâu. Ai cũng muốn là có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Nhưng tôi chỉ cần muốn là sao? Một cái gia đình biết chăm sóc nhau. Vì tôi biết chăm sóc và cũng muốn biết người kia biết chăm sóc lại. Hiểu nhau mà sống. Trong cuộc sống thì ai cũng có công việc riêng. Ai cũng có thể làm ra tiền và ai cũng có thể biết, gọi là biết cách làm ra tiền, biết cách tiêu tiền. Như vậy là được, hợp lý vậy thôi. Anh chia tay vợ lâu chưa? Cảm ơn, thì tôi cũng được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Thì cũng có giấy xác rồi, giấy tờ đàng hoàng, thì chương trình cũng làm chương trình rõ ràng. Dạ đúng rồi. Khi lên chương trình bắt buộc phải có điều kiện đầu tiên đó. Đúng rồi. Nói chung là hai người cũng lớn tuổi rồi, cũng đủ để quyết định, nên mình cũng nói nhiều ha. Bây giờ quan trọng là hai người gặp nhau thôi. Còn chị thì tiêu chí của chị tìm một người tri âm tri kỷ thế nào? Nói chung là ngoại hình thì cũng không có quan trọng, mà chỉ là đạo đức thôi. Đạo đức biết thôi. Chia sẻ. Bên đây chỉ cần chăm sóc lẫn nhau, bên kia cần chia sẻ là được. Mình đi với ai vậy chị? Đi với bà chị họ. Bà chị hả? Rồi chị thấy sao nè? Trước tiên là xin chào hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan, và chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào chị. Tôi là chị họ của Thu Đông. Thì theo tôi nhận xét thì tôi thấy trường hợp của anh bên này thì là anh cũng có chín chắn mà có cái suy nghĩ cũng rất là tích cực. Thì thôi, hai người khi mà về già thì tất nhiên là phải chăm sóc cho nhau. Nhưng cho tôi hỏi một điều là, thí dụ hai người về với nhau rồi tiền ai giữ ạ? Thì bây giờ cái nguyên tắc chung thì để người phụ nữ giữ. Rồi khi nào cần việc gì thì cũng thông nói chuyện với nhau. Thì như chuyện lớn thì là bàn chuyện lớn, mà chuyện nhỏ thì thôi, thì có thể là mình cứ đưa phải phép rồi cũng lại cho lại thôi. Đúng không? Cái gì làm sao để cho nó đi ra giữa đường hay có tiếp xúc bạn bè, nó có một cái mối quan hệ nào đó. Vì trong công việc của tôi nó cũng rất đa dạng. Đôi khi kiểu bạn bè hoặc là cái công trường này nọ nó cũng phải có như vậy. Thế thành ra là nếu mà hai bên thông hiểu nhau được thì quý thôi. Vâng, thì tôi cũng, chị em cũng có thảo luận với nhau, thì cũng có nói là tiền bạc thì tất nhiên là người phụ nữ giữ, là tại vì người phụ nữ là phải đối nội đối ngoại rồi lo tất cả các công việc. Nhưng mà cũng phải chừa một phần nào đó để người đàn ông đi giao lưu ở phía ngoài, thì tất nhiên là như thế. Nhưng mà mình muốn thống nhất một chỗ là có nghĩa là mai mốt về không phải, tại vì hai người không phải là từ nhỏ để lớn lên yêu nhau, mà hai người là hai mảnh, hai cái cuộc đời người là vá víu lại với nhau, thì tất nhiên là phải từ ngay từ đầu mình phải có một cái quyết định rõ ràng. Thí dụ anh hứa như thế thì khi về sống với nhau thì nó như thế, cho nên là chắc chắn cái cuộc sống mình sau này đó
Và theo chị thấy thì có lẽ hợp á. Thôi theo chị nghĩ là em nên bấm nút. Giả sử thí dụ ảnh không bấm nút thì cũng không sao hết á. Cái mẫu người mình chọn đúng ý là mình cứ bấm nút thôi. Mình tôn trọng quyết định của mình thôi. Xin cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chị. Mời chị. Anh làm đi với ai? Cảm ơn, tức là định đi một người bạn. Nhưng mà đến giờ cuối cùng thì là bạn lại bận việc đó, không đi dạ, được. Dạ, không sao. Thành ra là... thì có dơ là tôi quyết định là chính. Dạ, bây giờ thì thôi mở rào thôi. Để hai người tự quyết định ha. Mở rào. Bắt đầu đi anh Lành. Bên kia là Thu Đông. Nghe có vẻ lãng mạn ha. Tức là trời lạnh mà Thu Đông thì cũng là Tết thì rất đẹp. Cảm ơn anh. Quà tặng anh. Thì cảm ơn. Gặp nhau mình giao lưu âm nhạc chút xíu đi. Rồi cái mình cho đỡ căng luôn. Thẳng đi. Đúng rồi. Thế thì cũng xin phép với chương trình, đây là với nhà gái rồi quý vị khán giả, thì cũng xích một bài một đoạn nào đó đi. Rồi. Của cái bài Chờ Đông. Em mới có phải ngoài trời đang mưa, em mới có phải trời đã sang đông, ngoài kia giá băng anh đang tìm mùa đông, ai ơi anh đang tìm tìm màu áo cưới cho em. Xin phép như vậy. Cảm ơn anh. Nhưng mà thế này đó, cái này cái này này, cái bàn tay rất lạnh, tay em lạnh để cho tình mình ấm. Môi anh về cho giấc ngủ em thơm, sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan. Trời sắp tên hay lòng mình đang tên. Chị Thuyết. Ngoan anh. Chị Thu Long có hát tặng lại không? Không, em không biết hát. Rồi, thôi bây giờ mình nói chuyện với nhau đi. Cả cuộc đời mới gặp nhau lần đầu tiên đó. Cảm nhận thế thì, nào? Nói thẳng ra là tất cả đều có một gia đình nhưng mà có đổ vỡ rồi ha. Thì coi như nếu mà mình đến được với nhau thì đó là trước mắt là phải có một sự tìm hiểu nào đó rõ ràng. Thứ nhất là thôi thật xấu. Anh nói thẳng là nó thôi thật xấu nhiều lắm. Nhiều sao giỏi, nói là nhiều. Nói chung là nó tương đương nhau vậy. Công việc thì nhiệt tình, kiếm biết kiếm tiền, biết xoay sở, biết giao tiếp cuộc sống. Nhưng mà đừng có những thói hư, có thể là do mình tự do quá, không có cái sự kiềm đọa lại. Tật xấu của anh á. Tật xấu hả? Dạ. Yeah. Ăn nhậu. Nhậu nhiều không anh? Cũng biết uống, gọi là biết uống được rồi. Có đi khi nào đi từ sáng tới chiều không? Không đi từ sáng tới chiều, đi từ tối tới sáng thôi. Nói cho vui vậy, thế là biết ăn chơi, biết tiếp xúc nhưng mà có chừng mực, vì nói thật là cái gọi là người mà lao động mà công trường, bạn bè với nhau thì cái cuối tuần chẳng hạn như vậy, hay cuối ngày có những cái gì mà có cái lộc thì anh em cũng chia sẻ nhau, thì uống một vài chai vì nó vui vậy thôi, uống bia thôi chứ không uống rượu. Dạ, nói chung là bữa nay thì ai cũng có bạn bè với có công việc thì mình tiếp xúc thì mình uống vừa mức độ thôi. Nhiều khi lắm em cũng đêm cũng uống mà. Dạ. Thế xin lỗi, bên gia đình bên nhà gái đó thì có ai biết uống rượu gì hay là phục rượu gì không vậy? Tôi sợ lắm, nhiều khi về nó nghe về Đồng Tháp hay miền Tây là uống rượu sợ lắm. Không có đâu tì hả, nói chung là bên dòng họ cũng ít có ai uống rượu uống bia, ăn tiệc thôi. Tôi hy vọng là trong quá trình quen nhau thì có thể biết, thì có thể có một dịp nào đó về quê chơi được, thấy không? Bây giờ là Thu Đông là đang ở quê Bến Tre hay là Đồng Tháp? Em ở Đồng Tháp à. Đồng Tháp, trúng tụ nữa rồi đó. Tôi thích về Đồng Tháp lắm, thích chuột lắm đó. Tôi nói xuống thế này, mỗi người đều có công việc riêng, ai cũng có thu nhập riêng. Thế anh cũng không muốn đụng chạm vào những cái kinh tế của em hoặc như vậy. Nói thẳng ra mình sòng phẳng với nhau, nhưng mà có được làm những gì đó thì làm sao chia sẻ cho nhau để cho nhau biết, chứ còn không can thiệp. Nói thì có những việc lớn cần can thiệp, tức là giúp hai bên, cần hỗ trợ hai bên thì nói với nhau một tiếng, ví dụ như vậy. Còn mình đến được với nhau hay không nữa là do cái duyên. Đúng rồi. Cái nợ. Bây giờ anh Lành bước tới nắm tay Thu Đông ha. Để mình giao lưu chút xíu cảm xúc đó. Đó. Xin phép. Nắm hai tay Thu Đông luôn. Đó. Em cảm nhận sao khi cái bàn tay em? Chứ mới gặp thì đâu có phải mà cảm nhận yêu đương liền, thì thấy cảm nhận lao động, thì... cảm nhận bàn tay lao động nó thế nào? Tại vì em run. Đâu gì run, mình nói chuyện với nhau bình thường cái gì đó mà run đâu hả? Biết cái gì mà sao lên nó run chứ. À. Lành hỏi đi, vượt qua chính mình là, dẫn anh Linh nó vượt qua chính mình. Anh Lành hỏi khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được? Vậy đúng rồi, bây giờ anh đã mượn cái lời của bài đó. Anh đến với em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30.
Anh nói với người phụ quen đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Như vậy có được không? Thế anh sẽ xin được về, anh sẽ xin được những lá vàng về để làm bằng chứng là anh về. Có khi nào anh có thể có điều kiện đến ghé về Đồng Tháp được không? Thì có chứ, có gì đâu, bình thường chứ sao đâu. Thế là chút nữa mình xin số điện thoại nhau. Rồi anh sẽ cố gắng liên hệ sớm để coi như mình nói thẳng với nhau. Không còn gì cả. Thế bây giờ mình giúp được nhau được thì cứ giúp. Dạ. Yeah. Ok. Rồi thôi về ghế thôi. Mình đưa ra quyết định cuối cùng nào. Đây là một cái trường hợp mà phải nói là hai MC không có phải nói nhiều. Ủa, bởi sao vì vậy? Hai anh chị đã đủ cái chín chắn để mà biết mình cần cái gì ở đối phương và mình cần cái gì cho cuộc sống của mình. Cho nên là ở đây hai MC là không nói, dám nói luôn á. Anh lớn mình đâu dám nói. Dạ, mình không dám nói, cũng dám khuyên gì hết. Cho nên là thôi bây giờ thì hai anh chị cứ cảm nhận lại những gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau để mà chúng ta sẽ đưa ra một cái quyết định cuối cùng sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan ha. 1, 2, 3. Đào bấm. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau nào. Hãy nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên đánh dấu ngày gặp mặt. Một run lắm. Dạ, hôn cái hết run nè. Run quá. Dạ. Em nắm tay cho chị bớt run để cho anh hôn chị một cái nè. Xin lỗi chị. Trời ơi, kêu luôn. Ông quê là Chu Ngọc Miên Giang ạ. Sinh năm 1996 ạ. Quê ở Bắc Ninh ạ. Và sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Hiện tại công việc hiện tại của em đang làm bên giám sát nhà hàng. Miên Giang hả? Giang sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1996 ạ. Miên Giang sinh năm 96. Rồi là hiện tại là mình giám sát nhà hàng ăn uống hay như thế nào? Dạ vâng, hiện tại là nhà hàng ăn uống ạ. Nó là chuỗi Vuzela thuộc của công ty Golden Gate ạ. Ăn uống. Rồi ok. Giang chia sẻ một xíu về bản thân em đi, là một cô gái với những cái tính cách gì nổi bật ha, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em ra sao nha. Dạ vâng. Để nói về điểm mạnh thì thứ nhất là em khá hòa đồng. Trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì em rất dễ để hòa nhập với mọi người. Cũng không tính em thì khá trầm, em biết nói, nhưng mà một khi mà kiểu gặp với người mà kiểu mình thân hoặc là kiểu mình quen rồi thì nói rất là nhiều. Còn với người lạ thì em khá là ít nói á. Còn điểm yếu thì mà em chưa, điểm yếu thì chắc là do em cũng hơi nóng tính một tí. Kiểu mình khi mà mình gặp bất cái vấn đề gì thì em rất dễ hay cáu. Hay cáu mà mỗi lần cáu lên là sẽ như thế nào? Mỗi lần cáu lên là sẽ nói lớn tiếng hay là có đập đồ này kia các thứ không? À không, nếu mà cáu lên thì em sẽ không nói chuyện luôn. Chứ không đập đồ. À, hay cáu là rồi ai làm lành trước thì làm mới thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Hồi trước giờ là em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Để nói thì em chia sẻ luôn là em trước cũng đã từng lập gia đình, nhưng mà hiện tại thì em đã ly hôn. Nói chung là ly hôn thì cũng được 4 năm rồi. Từ hồi đấy đến giờ thì cũng trải qua được 1-2 mối tình, nhưng mà kiểu cũng không dẫn đến hôn nhân ấy. Tại vì thực ra em vẫn còn trẻ, em vẫn muốn tập trung vào công việc nhiều. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì công việc ổn định rồi thì em vẫn muốn mà phát triển mối quan hệ yêu đương nó nghiêm túc hơn để dẫn tới hôn nhân. Rồi vậy thì hồi trước là em lập gia đình là năm bao nhiêu và em đã có em bé chưa? Lý do vì sao mà em ly hôn? Em lập gia đình năm 2016. Thì bé thì em có một bé ạ. Bé trai thì năm bé gái ạ, 5 tuổi ạ. Hiện tại thì cháu ấy sống với ông bà nội. Với em thăm cháu luôn, tại vì ông bà cũng tạo điều kiện để mình phát triển công việc ở ngoài này. Không muốn là mình phải lo lắng hay phải suy nghĩ này, hoặc là đưa con ra ngoài sống ấy, thì ông bà cũng bảo là để cháu ở đây thì ông bà nuôi ấy, thì sẽ tốt cho con, tại vì sau này con cũng phải lập gia đình rồi, con cũng phải đi bước nữa, thì ông bà cứu cháu ấy, ông bà chấp nhận nuôi cháu thì phải về thăm cháu thôi. Còn lý do hôn nhân thì hồi xưa thì do chồng em anh ấy ngoại tình, thì em
Tức là em cũng thay đổi nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không thay đổi thì bọn em bắt buộc phải dẫn đến ly hôn ạ. Và bạn ấy hiện tại thì cũng đã lập gia đình rồi, thế nên là em ông cũng muốn là cũng lập gia đình để ổn định công việc ạ. Nhưng mà những người trước em tìm hiểu lý do vì sao mà không đi đến được với nhau? Có nhiều lý do. Ví dụ như kiểu một người trước thì lý do đơn giản là em biết là anh ấy đã có gia đình rồi. Lúc mà khi quen em thì anh ấy không nói là anh ấy có gia đình. Em cứ tưởng là kiểu mối quan hệ bình thường ấy. Hoặc là ví dụ như kiểu nếu mà em sẽ chấp nhận những mối quan hệ ví dụ như kiểu người ta độc thân đang không ràng buộc gì về gia đình thì em sẽ chấp nhận. Còn nếu mà có gia đình hoặc có vợ rồi thì em tự động chia tay và rút lui. Còn mối tình gần đây thì bạn đấy lại trẻ, nhỏ tuổi hơn em một chút ấy, nên là không đồng quan điểm. Mình là người đã từng trải ấy, thế là mình suy nghĩ chín chắn hơn. Bạn đấy thì lại hơi trẻ con một chút. Em thì lại không thích tính trẻ con, em thích người đàn ông trưởng thành. Lớn hơn mình ít nhất khoảng tầm khoảng 5 đến 10 tuổi em không quan trọng. Nhưng mà kiểu cảm giác sẽ được che chở, với cả người ta hiểu mình hơn ấy, người ta từng trải rồi ấy. Nhưng mà người ta sẽ hiểu và có tinh tế hơn ấy. Vậy thì là em mong muốn tìm kiếm một người như thế nào ha? Về tuổi tác, về vùng miền. Nếu mà tốt nhất thì em muốn anh ấy ở miền Bắc, Hà Nội thì càng tốt. Tuổi tác thì thực sự em không quan trọng, nhưng mà phải không được nhỏ hơn tuổi vì em rất sợ yêu nhỏ tuổi. Công việc thì anh ấy có công việc ổn định, nói chung là một con người có trách nhiệm với công việc, có yêu thương người phụ nữ của mình, nói chung là cũng phải tinh tế và nhẹ nhàng một chút. Em không thích người đàn ông gia trưởng. Rồi là anh này là đang sinh sống và làm việc ở đâu em? Ví dụ như em có yêu xa, quen xa được không? Yêu xa thì được, nhưng mà ví dụ như kiểu một tháng phải có tạo điều kiện để hai người có thể gặp nhau để có tình cảm, chứ không phải là ví dụ như một năm được một lần hay là lâu lâu mới ra thì em không chấp nhận được. Ok, rồi bây giờ là ví dụ như là có thể yêu em ở Hà Nội nhưng anh ấy đang làm việc ở Sài Gòn này kia thì vẫn có thể quen xa được đúng không? Không, quen thì được. Ok. Vấn đề di chuyển bây giờ là cũng khá là đơn giản. Ok, rồi. Nếu như mà có cái người phụ nữ của chương trình thì chương trình sẽ thông báo cho mình sớm để mình có thể xếp vào Sài Gòn để mình tham gia chương trình ha. Mọi người không bật cam lên, tức là mình tắt cam như thế này đúng không? Dạ vâng, nha anh nhau. Thì bây giờ bước đầu tiên ấy là Trang giới thiệu dùm mình về những cái thông tin về nghề nghiệp và nơi ở hiện tại và tuổi của bạn nhé. Vâng, thì em cũng xin chào ban biên tập của chương trình ấy. Em sinh năm 92. Trước đây thì em học có đại học ngoại ngữ Hà Nội, em học bằng tiếng Anh ấy. Mình cũng đã từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ấy. Mình làm lúc đấy là mình làm tiếp viên hàng không, năm khoảng năm 2015-2016 mới ra trường. Thì mình có làm tiếp viên hàng không cho một hãng bay cũng lớn ở Việt Nam ấy. Công việc chính của mình thì nói chung là cũng đi suốt, nên là mình cũng không gặp được cái người nào, chưa gặp được đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn cũng trải qua rất là nhiều cái cuộc tình rồi nhưng mà nó đều không thành công. Và mình cảm thấy là trong chuyện tình cảm thì mình không được, một phần là do bản thân mình và một phần là mình thấy mình không được gặp may mắn lắm ấy. Đó. Thứ hai là sau trải qua rất là nhiều công việc thì mình thấy là nó có vẻ như là không có cái cơ hội để tiếp xúc và giao lưu với nhiều người mà mình như cái kỳ vọng và như cái mong muốn của mình ấy. Đó thì đó, hiện tại thì về tuổi của mình thì đây là mình đang sắp xếp cái thứ tự để mình nói theo cái phần giới thiệu bản thân nhá. Thì hiện tại là mình đang sinh sống và làm việc ở Nghệ An. Đó, cũng có thời gian thì mình làm Hà Nội, Sài Gòn, nhưng mà hiện tại là mình đang làm ở Nghệ An. Và công việc của mình đó là làm biên phiên dịch cho một cái một tổ chức, một cái công ty.
được chưa bạn? Dạ, nhưng mà quê quán gốc của chị Trang là ở đâu chị nhỉ? Mình ở Nghệ An bạn ạ. À, cũng quán gốc là cũng ở Nghệ An luôn. Mình sinh ra và lớn lên là ở Nghệ An. Sau đó thì mình ra Bắc học tập và có làm việc ở ngoài Bắc và Hà Nội, Sài Gòn. Mối tình gần đây nhất của chị Trang là mấy năm rồi hay là thời gian nào? Thật ra thì cũng chia sẻ thật với chương trình ấy, mình cũng không giấu và cũng không nói dối, không giấu, nhưng mà mới đây nhất thì mình cũng có một người mà mình cũng đã đính hôn rồi. Nhưng mà trong cái quá trình tìm hiểu ấy thì mình cảm thấy cái tính cách của mình nó không phù hợp. Mình là một con người rất là hiện đại ấy, và nó đối lập với cái tính cách và cái cuộc sống của họ, cho nên là bọn mình đã quyết định dừng lại chứ không tổ chức đám cưới. Đó, thật ra thì cái này không gọi là yêu nữa mà gọi là cũng gần như là sắp trở thành gọi là một quan hệ nó cao, nó xa hơn như vậy rất là nhiều. Dạ. Như vậy thì đến với chương trình bạn muốn hẹn hò ấy, thì cái tiêu chí mà tìm kiếm bạn trai của Trang sẽ là một cái người như thế nào? Thực ra thì mình cũng mong muốn là bạn có thể chờ mình một chút xíu được không ạ? Tức là có thể cho mình thêm thời gian không? Không biết là tại vì chương trình còn phải cùng với những người khác ấy, thì mình tìm một cái góc nào đấy mình ngồi mình có thể nghiêm túc hơn một chút đi, có được không ạ? Cho mình khoảng 2 phút được không? Đúng rồi, phải tìm một góc nào nó cố định nhá. Thế cái đứng này rất là nó cứ làm sao ấy. Em mình sẽ đem xuống cái quán nước ở dưới công ty mình ấy để mình có thể tập trung và mình nói hơn. Dạ. Hay là chương trình cứ để thế này hay là tắt đi gọi lại? Không ai. Dạ, chương trình sẽ đợi chị trong vòng 2 phút, chị nhanh giúp em nha. Đây mình đặt xuống đó. Dạ, ok chị. Rồi bạn ạ, mình đã tìm được chỗ ngồi rồi. Dạ rồi, chị tìm được chỗ ngồi, chị ổn định giúp em ha. Rồi đấy, các bạn có quá quá. Dạ chị ơi, tụi em chưa hóng hay đặt chị được chỗ chị ngồi nó hơi bị nhiều ánh sáng á chị. Dạ được rồi. Ok. Vẫn nhiều nhỉ, bị lóa quá. Rất là khó mà có thể là như này được chưa? Dạ được rồi ạ. Dạ rồi, chị đặt cái máy cố định. Vâng, được rồi đấy ạ. Dạ vâng, thì hiện tại thì Trang đang ở Nghệ An phải không? Nhưng mà chương trình của tụi mình ghi hình ở tại thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì Trang có sẵn sàng tham gia không? Nói chung là cái này thì mình cũng sẽ cố gắng để sắp xếp ấy, chứ không phải là mình đăng ký một kiểu xong rồi mình không muốn đi nhau, mình phải trả lời là có muốn. Mình thật sự là mình ở cái độ tuổi của mình ấy, mình cũng rất là muốn ổn định rồi, và cũng cái này thì cũng phải tìm được một người nó phù hợp nữa. Cho nên là để mà tự nhiên nó đến ấy thì mình nghĩ là sẽ phải đợi rất là lâu. Còn qua cái chương trình này thì mình tin là ekip ấy sẽ giúp mình để có thể tìm được, mình nghĩ là cái này có thật thôi, sẽ giúp mình để có thể tìm được một cái người mà phù hợp với mình. Bởi vì mình nghĩ là hạnh phúc thì nó, mình nghĩ là cái hạnh phúc ấy thì nó sẽ phải cần phải có cái sự gọi là lâu dài, nó sẽ lâu dài ấy. Đúng rồi, thì khi mà ekip tìm kiếm cho bạn được cái mẫu người mà đúng theo cái yêu cầu và những cái tiêu chí mà bạn đề ra thì chúng mình sẽ thông báo cho bạn và sẽ làm nội dung kỹ hơn với bạn để mà bạn sắp xếp bay vào trong này. Đúng không? Thì bây giờ mình hỏi thêm một chút xíu về cái tiêu chí bạn trai hiện tại mà bạn đang muốn hướng tới để mà biết, để mà sắp xếp cho bạn. Ok, thì trước tiên là mình cũng rất là cảm ơn chương trình ấy đã cho mình cái cơ hội để phỏng vấn như ngày hôm nay. Thì thật sự là để mà nói ấy, thì là mình cũng đã trải qua
quá nhiều cái thất bại như vậy rồi và trải qua rất là nhiều chuyện như vậy rồi thì mình cũng rút ra được là người như thế nào sẽ phù hợp với mình. Thứ nhất là mình sẽ đi vào nội dung chính luôn. Đó là để mà phù hợp với mình thì mình nghĩ là đầu tiên là phải có cùng cái trình độ học vấn như mình. Thứ hai là có công việc ổn định một chút xíu. Hoặc là nếu chưa có công việc ổn định thì nhưng mà người ta cũng phải có cái ý chí ấy, tự lập. Có thể là những người mà đều là xuất phát làm cố gắng và có cái ý chí muốn tự lập. Và cái thứ ba là có cái tính cách. Tất nhiên là mình nói thật là để tìm một người mà giống như mình rất là khó. Đó, nhưng mà có thể là mình chưa gặp được thôi. Đó, nhưng chứ không phải là không có. Ví dụ như là người ta mình cũng là một người sống có cái tính cách hiện đại hướng ngoại đi. Thì mình cũng muốn tìm một người cũng như vậy chứ không phải là một người lạc hậu hay là một người mà quá là cổ hủ. Chương trình hiểu không ạ? Dạ hiểu ạ. Cái gì nhà mọi người không bật cam cho nên là mình cũng hơi khó để giao tiếp được ấy. Mình cũng không thấy ai lại ai cả. Ok, mình cứ chia sẻ đi nha. Chủ yếu là chương trình sẽ thấy mặt mình trước ha. Tại vì hiện tại là ở trong đây cũng dịch bệnh cho nên là mọi người cũng đang làm việc tại nhà này kia nó, cho nên nó hơi không tiện để mà mở cam ha. Còn nếu như mà mình được chọn cũng như là mình phù hợp với tiêu chí của chương trình thì sẽ có biên tập chủ động liên lạc với mình để mình làm việc cái bước tiếp theo ha. Vâng. Thì mình cũng đó thì mình cũng chia sẻ thật làm cái mong muốn của mình là như vậy. Cũng rất là đơn giản thôi, những cái tiêu chí nó rất là đơn giản thôi, có cùng cái trình độ như nhau. Là có cùng cái sở thích, một số những cái sở thích là đi du lịch hay là ăn uống, ăn vặt các thứ đấy, mình thấy cái đấy thì chắc ai cũng muốn như vậy. Ừ. Rồi, ok, cảm ơn bạn ha. Thì đây chỉ là bước đầu tiên để mình làm quen, mình tiếp xúc với nhau thôi. Còn nếu như mà mình phù hợp với tiêu chí của chương trình cũng như là có cái người phù hợp đúng như những cái gì mà mình mong muốn á, thì chương trình sẽ thông báo và liên lạc lại với mình ha. Ok. Rồi, ok, cảm ơn bạn nhé.